Công giáo News mến chào quý cộng đoàn. Quá cảm động trước hình ảnh cậu bé hát và cầu nguyện trước thập giá, xin cho hòa bình trên đất nước Ukraine, mong cho chiến tranh sớm chấm dứt. Cuộc chiến xung đột tại Ukraine đã tràn ngập trên các mạng xã hội với những hình ảnh và video gây sốc, thậm chí là kinh hoàng về những gì mà người dân đang phải gánh chịu từ các cuộc tấn công bừa bãi của Nga vào dân thường. Tương tự như vậy, tin tức này được lặp lại trên các chương trình thời sự truyền hình và đài phát thanh. Cùng với sự thô bạo của một vài hình ảnh và video, các chương trình này còn bổ sung thêm nhận xét từ chuyên gia và dữ liệu thống kê, mà qua đó hé mở thực tại về một cuộc xung đột chiến tranh mà đáng lý không nên xuất hiện. Cả thế giới đang xem chúng với một tâm trạng khiếp sợ và kinh ngạc, bị choáng váng bởi sự bạo lực và hoàn toàn không biết về những gì sẽ xảy ra. Nhưng cũng có những hình ảnh mang đến cho chúng ta niềm hy vọng và sự an ủi trong tâm hồn. Trong chiến tranh, trẻ em chính là những nạn nhân đầu tiên, không phải chịu đựng những đau khổ mà các em còn bị hằn sâu những ký ức tồi tệ của bom đạn trong suốt phần đời còn lại. Chúng ta thấy hình ảnh trẻ em trong vòng tay của mẹ, của người thân chạy trốn khỏi cuộc chiến trên những chuyến xe ở những khu tị nạn, ở hầm trú ẩn, hay những trẻ em đi bộ hơn cả ngàn cây số để qua biên giới với số điện thoại được viết trên tay. Trong đoạn video dưới đây, một cậu bé khoảng 4 hoặc 5 tuổi đã cung kính cúi đầu trước cây thánh giá của đấng cứu độ và ngoan ngoãn nâng đôi tay nhỏ bé của mình lên, cất tiếng hát một lời cầu nguyện ngắn để cầu xin cho chiến tranh mau chấm dứt và hòa bình được hiển trị. Lạy con Thiên Chúa, đấng đã sống lại từ cõi chết, xin hãy cứu lấy chúng con. Chúng con xin cất tiếng hát lên Ngài, Alleluia. Lạy Đức Chúa và Thiên Chúa, xin hãy cứu lấy Ukraine của chúng con. Lạy Đức Chúa và Thiên Chúa, chúng con yêu mến Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện với Cha nhân lành của chúng ta, với lòng tin của đứa trẻ này, biết rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ từ chối lời cầu nguyện của con cái mình, và hãy cùng nhau chia sẻ nỗi đau và niềm hy vọng. Trong mọi lúc hãy dùng mọi lời kinh và tiếng vang nài mà cầu nguyện. Để được như vậy, hãy luôn chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. Công giáo News cảm ơn quý cộng đoàn đã dành thời gian xem hết video. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào mới nhất nhé.